Xin chào các em học sinh lớp 9. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với bài tập cuối chương 1 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, toán 9 tập 1. Trong video đầu tiên, thầy sẽ hướng dẫn phần A lớn, phần trắc nghiệm, và video tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn phần B lớn, phần tự luận. Và như thầy đã nói thì trong bài tập cuối chương 1 thầy sẽ chia ra làm hai video. Rồi, chúng ta đến với phần A lớn, trắc nghiệm. Bài đầu tiên, bài 1.19. Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình? Thì ở đây thì chúng ta sẽ giải theo đúng thiên hướng trắc nghiệm luôn các em. Đó là chúng ta sẽ làm gì? Dùng máy tính, chúng ta bấm và chúng ta chọn đáp án thôi. Mod 51. Rồi, bấm cho thầy số 5. Số 7. Rồi, nhập cho thầy âm 1. 3. Dương 2. Và trừ 5, âm 5. Bằng x bằng âm 3, y bằng 2. Như vậy thì chúng ta sẽ chọn đáp án B. Đấy. Vì ở đây là chúng ta đang giải theo thiên hướng trắc nghiệm mà, đúng không? Nên làm sao mà chúng ta làm gọn gàng nhất và chính xác nhất có thể. Bài 120. Trên mặt phẳng tọa độ OXY cho các điểm A, B, C, D, đường thẳng 4x và 3y bằng trừ 1, 4x trừ 3y bằng trừ 1 đi qua hai điểm nào trong các điểm đã cho. Rồi, bài 120 em phân tích tí xíu này. Chúng ta có 4x trừ cho 3y bằng trừ 1. Các em suy ra cái nghiệm tổng quát tí xíu. Vậy chỗ này là thầy giữ trừ 3y bên trái, trừ 1, 4x, dương 4x chuyển qua đây là bằng trừ 4x. Rồi, y sẽ bằng trừ 1 trừ cho 4x phần kem chia cho trừ 3. Đấy, trừ 1 nè, trừ cho 4x, kem lấy cái bên phải này kem chia cho số trừ 3 bên trái là ok. Rồi, thế thì bây giờ những cái số đứng đầu tiên này đều là x hết nè, đều là x hết nè, đều là x nè. Đấy, các em để ý ha, với cái cặp, với các điểm mà người ta cho thì những số này đều là x hết. Đấy. Vậy thì bây giờ chúng ta sử dụng máy tính để chúng ta nhập cái công thức tổng quát này vào. Rồi, các em để ý ha. Rồi, các em nhập vào phân số, bấm phần trừ 1 trừ cho 4 x trên cho trừ 3. Rồi, các em bấm cho thầy CALC. Nó hỏi các em đó là x bằng bao nhiêu. Thế thì đầu tiên các em nhập x bằng 1 vào cho thầy trước nè. Bằng 5 phần 3. X bằng 1 này cho ra bằng 5 phần 3. Như vậy thì cái điểm A này không phải. Tại vì chỗ này phải 5 phần 3 mới đúng. Nhưng chỗ này là 2. Như vậy thì chỗ này không phải này. Em chưa? Nó không hợp. Điểm này điểm A này không phải. Nó không thuộc được cái đường thẳng này. Tương tự như vậy, CALC. X này, các em nhập bằng 5 vô, bấm bằng, nó ra 7. Vậy điểm này cũng không phải. Tương tự như vậy, các em lại CALC, các em nhập 2 vào, bằng, nó ra 3. Vậy đúng rồi này, đúng không? X bằng 2, y bằng 3, đấy, đúng rồi. Như vậy thì ta chọn điểm C. Tiếp tục, CALC, các em nhập trừ 1 vô, trừ 1, đúng. Như vậy thì chúng ta có được hai điểm thuộc cái đường thẳng này, hai điểm thuộc đường thẳng này chính là câu C. Còn thật ra khi các em để im như thế này các em bấm cũng được, nhưng mà chúng em chuyển ra về cái công thức nghiệm tổng quát này, các em bấm thì nó sẽ rõ ràng hơn, nó dễ hiểu hơn. Đấy, còn thầy đã hướng dẫn cái chuyển ra nghiệm tổng quát, các em nhập vào máy tính y chang thế này thôi, trừ 1 trừ 4x trừ 3. Sau các em bấm CALC, nó hỏi các em đó là bây giờ là các bạn muốn là nhập x bao nhiêu thì cứ nhập cái này vào. Nếu như nó ra số giống nhau thì ta chọn thôi. Ok ha. Rồi, chúng ta xong bài 120. Tiếp tục bài 121. Hệ phương trình có nghiệm là bao nhiêu? Chúng ta cũng bấm máy tính thôi. 51. Nhập vào 1,5 trừ 0,6 0,3
trừ 2, 1. Chỗ này nhớ nha, cộng y tức là gì? Chỗ này là 1 y ha, nhập số 1 và cuối cùng trừ 2 bằng x bằng trừ 3, y bằng âm 8. Đấy, nghĩ đấy. Như vậy thì ta chọn câu C. Đấy. Bài 1.22, hệ phương trình có nghiệm là gì? Tương tự, chúng ta cũng bấm, mình cũng nhập vô 0,6, 0,3, 1,8, 2, 1, trừ 6, bằng no solution. Như vậy thì ở đây sẽ là gì? Vô nghiệm. Em nhớ không? Cái no solution này này, đó là vô nghiệm. Đấy. Rồi, ok. Như vậy thì chúng ta đã vừa xong phần A lớn, phần trắc nghiệm, và hoàn thành các bài tập từ bài 1.19 đến bài 1.22. Thì với cái phương án của chúng ta, với cái đề bài yêu cầu là chúng ta giải trắc nghiệm và chọn đáp án đúng, nên là chúng ta làm sao đó để ngắn gọn nhất có thể và tìm được đáp án đúng là được. Rồi, thì trong video hôm sau chúng ta tiếp tục đến với phần B lớn, phần tự luận. Và các em đừng quên like, nhấn nút đăng ký kênh, chia sẻ video bài giảng của thầy để tạo động lực cho thầy làm các video tiếp theo. Thầy cảm ơn các em. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở video sau. Chúc em học tốt.